nhằm hạn chế ùn tắc giờ cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô ra quân bố trí lực lượng, phối hợp các cơ quan chức năng hướng dẫn, phân luồng, xử phạt vi phạm trên các tuyến đường từ ngoại thành vào nội đô. Ghi nhận của truyền hình VOV nút giao cầu Trương Dương. Nút giao cầu Trương Dương phía Long Biên sang quận Hoàn Kiếm. Từ ngày 15 tháng 3 vừa qua, lực lượng chức năng đã cắm biển cấm xe máy đi vào làn giữa cầu. Vậy nhưng theo ghi nhận, nhiều người dân đi xe máy vẫn vô tư đi vào. Báo cáo với chị Phúc nhá. Trên cầu Trương Dương thì cách hôm qua đã bỏ cái biển cấm đối với các loại phương tiện xe mô tô đi vào làn giữa. Nhưng mà theo quy định của luật ấy, giao thông đường bộ và nghị định ấy, thì đấy là phần đường dành cho xe ô tô. Chị đi vào phần đường dành cho ô tô đấy là sai quy định chị nhá. Trong quá trình lập biên bản, hầu hết người dân cho biết đã nắm được thông tin về việc cấm trên, song vẫn đi vào do vội, tranh thủ hoặc nhiều lý do khác. Cháu cảm thấy ý thức tham gia giao thông của cháu là chưa tốt ạ. Nãy là cháu có đi vào làn giữa ô tô nên cháu cảm thấy cháu vội đi học nên là cháu cảm thấy hành vi của cháu là sai, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Vì vội cho nên là đường nó vắng nên tranh thủ, đấy, biết là nguy hiểm nhưng mà tranh thủ. Đấy. Nên là biết là sai, biết là nguy hiểm nhưng mà ý thức nó hơi kém thì tranh thủ lên tí thôi. Theo lực lượng chức năng, những vi phạm này đều xuất phát từ ý thức kém của một bộ phận người dân. Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã cắm biển, đồng thời bố trí người phân luồng, nhưng tình trạng vi phạm vẫn xảy ra. Điều này cho thấy cần phải có thêm chế tài đủ mạnh. Có lực lượng chức năng đã phân luồng rồi, nhưng tất cả các trường hợp mà vẫn cố tình vi phạm. Thì sang bên này, đầu cầu bên Hoàn Kiếm, đội cảnh sát giao thông số 1 bố trí lực lượng và dừng xe xử lý thật nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm. Không những chỉ xử phạt về hình thức xử phạt đóng góp cho nhà nước mà chủ yếu là đánh vào ý thức của người dân để người dân có thể nâng cao lên nhận thức làm sao chấp hành cho thật tốt để đảm bảo không những chỉ cho bản thân mình và cho những người khác. Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định trường hợp xe không đi đúng làn đường hoặc phần đường được quy định sẽ bị phạt tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo để không bị phạt, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành biển báo, hiệu lệnh của lực lượng chức năng.